vậy là chưa đầy 10 tháng nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh Qatar 2022 sẽ diễn ra. Đây hứa hẹn là một kỳ World Cup mang đến nhiều điều mới mẻ và thú vị, khi lần đầu tiên một kỳ cúp bóng đá thế giới diễn ra ở Trung Đông và trong thời điểm cuối năm. Trước thềm của Qatar 2022, hãy cùng cảm sâu ngược dòng thời gian để hòa niệm về những dấu ấn của năm kỳ World Cup trước đó trong thế kỷ 21. World Cup 2002 là kỳ cúp thế giới đầu tiên diễn ra ở châu Á và cũng là lần duy nhất tính đến thời điểm này giải đấu được đăng cai bởi hai quốc gia đồng chủ nhà. World Cup 2002 diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 trên 20 sân vận động ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Trận chung kết được tổ chức tại sân vận động Nissan ở Yokohama, Nhật Bản. Ước tính đã có 161 bàn thắng được ghi và 2.705.198 khán giả vào sân theo dõi các trận đấu. Đây cũng là kỳ cúp thế giới cuối cùng sử dụng luật bàn thắng vàng. World Cup 2002 chứng kiến sức mạnh hủy diệt của Brazil. Gác đến nỗi buồn tại France 98, những vũ công Samba với niềm cảm hứng từ Boba R, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho đã nghiền nát một đối thủ trên con đường giành chiếc cúp vàng lần thứ 5. Seleção dễ dàng vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Costa Rica. Ở vòng 16 đội, các học trò của Scolari tiếp tục đánh bại Bỉ 2-0. Đến tứ kết, cú đá phạt kinh điển của Ronaldinho đã tiễn Anh về nước với tỷ số 2-1. Tại bán kết, Brazil với cú chích mũi siêu hạng của Ronaldo đã đánh bại ngựa ô Thổ Nhĩ Kỳ và đối thủ cuối cùng của họ ở trận chung kết là Đức. Khung thành của Oliver Kahn khi đó không thể chống chọi lại sức công phá khủng khiếp của bộ ba nguyên tử Seleção trong điều kiện họ thiếu vắng những ngôi sao số 1 là Michael Ballack do án phạt. Cú đúp tuyệt hảo của Ronaldo là quá đủ để Brazil có lần thứ 5 vô địch thế giới, một kỷ lục mà cho đến nay chưa đội tuyển nào có thể xô đổ. Trên hành trình tiến đến danh hiệu vô địch, bên cạnh những màn trình diễn đẹp mắt thì tình huống ăn vạ lố lăng của Rivaldo ở trận vòng bảng gặp Thổ Nhĩ Kỳ cũng là vết nhơ trong bức tranh vinh quang của Brazil năm đó. Nói thêm về trận chung kết World Cup 2002, đó là trận đấu cầm còi để đời của trọng tài huyền thoại Colina, đưa ông lên vị thế của một trong những trọng tài vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Sau trận đấu, vị trọng tài huyền thoại dành nhiều thời gian hơn cho đội bóng thất bại hơn là nhà vô địch đang ăn mừng. Giống như trọng đêm Barcelona huyền thoại 3 năm trước, một lần nữa Colina lại đến động viên một nhân vật lẫy lừng không kém là Oliver Kahn đang ngồi thẫn thờ từ bên cột dọc, một hình ảnh biểu tượng trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. 2002 cũng là giải đấu gây bất ngờ và tranh cãi nhất trong lịch sử. Các anh tài như Anh, Argentina, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đều bật bãi khỏi vòng tứ kết. Đương kim vô địch Pháp bị loại ngay từ vòng bảng, thậm chí Hà Lan còn không được tham dự. Vì những tên tuổi lớn bị loại sớm là cơ hội để những chú ngựa ô của giải đấu nổi dậy. Đáng chú ý là ba tên tuổi Senegal, Thổ Nhĩ Kỳ và chủ nhà Hàn Quốc. Tuy nhiên trong số này, thành tích vào bán kết của Hàn Quốc được cho là không mấy thuyết phục do những nghi án hối lộ trọng tài. Chiến thắng của đội chủ nhà trước Ý và Tây Ban Nha ở vòng knockout mang đậm các dấu ấn khó hiểu từ các vị vua áo đen. Tấm thẻ đỏ không rõ ràng của Totti, bàn thắng không được công nhận của Tomasi của Ý, phá cứu bóng bị từ chối của Joaquin bên phía Tây Ban Nha. Cùng với đó là hàng loạt những cú kung fu, muay thái hay taekwondo mà các cầu thủ Hàn Quốc dành cho những đội bóng lớn của châu Âu, những khoảnh khắc ta tiếng bậc nhất trong lịch sử World Cup cho đến nay. Bên cạnh yếu tố chuyên môn của World Cup 2002, hình ảnh quả bóng Adidas Fevenova huyền thoại và chiếc đầu nổi tiếng của Ronaldo de Lima đã trở thành thanh xuân đẹp đẽ của nhiều người xem bóng đá. Đến nay, Fevenova vẫn được xem là một trong những quả bóng đẹp nhất lịch sử các vòng chung kết thế giới. Còn mái đầu của Ronaldo vẫn là một hot trend, một biểu tượng cho niềm đam mê bóng đá cháy bỏng của những trẻ em nghèo trên khắp thế giới. Kết thúc giải đấu trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc, Ronaldo giành vô pha lưới với 8 bàn, Oliver Kahn đồng thời nhận hai danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và thủ môn xuất sắc nhất. Danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Landon Donovan của Mỹ. World Cup 2002 cũng là kỳ cúp thế giới cuối cùng của hai huyền thoại bóng đá Gabriel Batistuta và Paolo Maldini.
2006. Việc lựa chọn Đức là nước chủ nhà World Cup 2006 mang đến nhiều tranh cãi và dính líu bê bối hối lộ trong công tác bình bầu. Trước đó đã có thông tin các chính trị gia Đức và các tập đoàn khổng lồ của quốc gia này đã có động thái dọn đường trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra. Đơn cử như việc Thủ tướng Đức bất ngờ gỡ lệnh cấm vận vũ khí và ngược lại còn viện trợ cho Ả Rập Saudi xuống phóng lựu. Hai doanh nghiệp lớn của Đức là Volkswagen và Bayer đầu tư mạnh vào hai thị trường Thái Lan và Hàn Quốc. Đây đều là quê hương của hai thành viên của ban chấp hành FIFA thời điểm đó là Warawi Makudi và Jum Jong-un. Vào năm 2015, tờ The Spiegel của Đức tiết lộ nước chủ nhà năm đó đã chi khoản tiền 6,7 triệu euro để đổi lại những lá phiếu từ ban chấp hành FIFA. Ngoài ra, nguyên phái Beckenbauer cũng bị cáo buộc đã móc nối dòng tiền của đơn vị vay cho Adidas với ủy ban đấu thầu đăng cai World Cup nhằm đưa giải đấu này đến với nước Đức. Bỏ qua những lùm xùm trong công tác tổ chức giải đấu, World Cup 2006 vẫn được xem là một trong những kỳ World Cup thành công và hấp dẫn nhất trong lịch sử. Diễn ra từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 trên 12 sân vận động khắp 12 thành phố nước Đức. Trận chung kết được lựa chọn diễn ra ở sân vận động Olympic tại thủ đô Berlin. Có tổng cộng 147 bàn thắng được ghi và thu hút 3.536.459 khán giả đến sân theo dõi. World Cup 2006 được xem là một trong những sự kiện được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử truyền hình, ước tính 26,29 tỷ lượt xem khắp thế giới. Riêng trận chung kết đã thu hút 715,1 triệu lượt người theo dõi qua sóng truyền hình. Ngoài ra, quả bóng Adidas Team Guide được sử dụng trong thi đấu cũng được xem là quả bóng có thiết kế hiện đại nhất mà Adidas từng sản xuất. Tuy nhiên, nó cũng nhận được khá nhiều sự phàn nàn do bề mặt quá nhẵn, mất đi nhiều ma sát, khiến khả năng dứt điểm của cầu thủ bị hạn chế, cũng như đường bay, quỹ đạo của bóng quá ảo khiến cho những thủ môn không thể nào phán đoán. Adidas thậm chí còn làm riêng một phiên bản Team Guide vàng Berlin cho trận chung kết. Italia giành chức vô địch trong một cơn bão Calciopoli rúng động bóng đá thế giới. Đội hình của Azzurri năm đó đa phần là những cầu thủ thi đấu tại các câu lạc bộ trong nước bị nhúng chàm, do đó với áp lực tinh thần đè nặng đến đôi chân của từng người, danh hiệu của đội tuyển Ý năm đó thực sự là một kỳ tích phi thường. Thầy trò Marcello Lippi vượt qua vòng bảng khá dễ dàng với 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong một bán đấu có Mỹ, Ghana và Séc. Tuy vậy, Ý phải chịu tổn thất lớn khi mất trung vệ trụ cột Nesta đến hết giải. Người thay thế cho anh là Marco Materazzi. Đến vòng 16 đội, Ý khá chật vật mới có thể đánh bại Úc ở những phút cuối cùng với quả penalty của Totti. Bước vào vòng tứ kết, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với Ý khi họ đánh bại Ukraine với tỷ số 3-0. Đến trận bán kết, mọi cảm xúc, trình độ và tinh thần thi đấu của các tuyển thủ Ý đã được bộc lộ nguyên vẹn sau 120 phút kinh điển trước đội chủ nhà Đức. Có cảm giác, Ý lúc đó chiến đấu không chỉ đơn thuần vì tập thể đang tham dự World Cup mà còn chiến đấu vì niềm kiêu hãnh và danh dự của cả nền bóng đá quốc gia. Phiên tòa xét xử của Calciopoli cũng đã được bắt đầu khi đó. Trước Đức, đội trưởng Cannavaro ở tuổi 33 đã có những giây phút chơi bóng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp. Trung vệ của Juventus đơn giản là không thể nào bị vượt qua, cho dù đó có là một siêu sao có kỹ thuật điêu luyện. Hòn đá tảng của Azzurri chính là thủ lĩnh của bức tường thiên thành kiên cố, khiến hàng công của đội tuyển Đức phải nản lòng. Màn trình diễn xuất sắc của Cannavaro cùng với hàng phòng ngự chính là bước đệm cho bàn thắng để đời của Fabio Grosso và cú cứu lòng của Dan Piero. Hai pha lập công này đã nối dài giấc mơ tuyệt đẹp cho người Ý năm 2006 và gieo sầu cho người Đức. Bước vào chung kết với Pháp, Ý tiếp tục chơi ngoan cường để cầm hòa cả trống Goloa 120 phút, sau đó đánh bại nhà vô địch thế giới năm 98 trên chấm penalty. Chiếc vô địch thế giới lần thứ tư của đội tuyển Thiên Thành đã giúp giảm bớt hình phạt dành cho nhiều đối tượng dính líu đến Calciopoli năm đó. Nhờ vậy mà tránh danh đài bóng đá Italia bị sụp đổ hoàn toàn. Có thể nói, người Ý trong quá khứ đã từng chết trên chấm penalty và thời điểm đó họ đã hồi sinh ở khoảng cách 11m trong đêm Berlin huyền thoại. Đây cũng là giải đấu mà Đức trình lên một thế hệ trẻ trung và đầy tài năng sau giai đoạn thoái trào với Lukas Podolski, Philipp Lahm và Sven Schweinsteiger. Thế nhưng, dù rất tài năng và đã thi đấu tốt tại giải đấu trên sân nhà, nhưng Đức vẫn còn quá non nớt năm đó, đã không thể vượt qua một Italia dạo giờ bán kết. World Cup 2006 còn chứng kiến những vũ điệu đẹp đẽ cuối cùng của huyền thoại Zinedine Zidane. Anh đã có một giải đấu tuyệt hay, gần như gồng gánh đội tuyển Pháp đến trận đấu cuối cùng trong bối cảnh thế hệ vàng của bóng đá lục lăng dẫn bước vào hoàng hôn của sự nghiệp. Zidane để lại dấu ấn trên đất Đức với hoàn thành khắc. Zidane để lại giải đấu trên đất Đức hai khoảnh khắc kinh điển trái ngược nhau. Đó là sự thăng hoa với một trận chiến siêu hạng trước đội hình toàn xa của Brazil ở bán kết và nỗi thất vọng sau tấm thẻ đỏ với Marco Materazzi. Cũng nói thêm về Brazil,
việc họ bị loại tứ kết là một bất ngờ lớn khi lực lượng của Brazil thời điểm đó còn được đánh giá mạnh hơn năm 2002. Tuy nhiên, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Carlos, Cafu đều đã phải chịu thất bại trước đôi chân ma thuật của Zidane. Ngoài ra, World Cup 2006 còn là kỳ cúp thế giới đầu tiên của hai huyền thoại bóng đá đương đại Ronaldo, Messi. Borussia của Ronaldo lọt vào vòng bán kết, còn Argentina của Messi dừng bước ở tứ kết trước chủ nhà Đức trên chấm luân lưu. Kết thúc giải đấu năm đó, Miroslav Klose giành vua phá lưới với 5 bàn. Quả bóng vàng thuộc về Zidane, Buffon giành găng tay vàng, Lukas Podolski giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. World Cup 2010. 2010 là kỳ cúp thế giới đầu tiên được đăng cai ở châu Phi. Nam Phi đã phải vượt qua hai đối thủ châu lục khác là Ai Cập và Maroc để có được vinh dự này. Giải đấu diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 trên 10 sân vận động thuộc 9 thành phố. Sân vận động tổ chức trận chung kết là Soccer City ở Johannesburg. Ước tính tổng cộng 145 bàn thắng được ghi ở giải đấu này và số khán giả đến sân là 3.178.856 người. Quả bóng chính thức của kỳ World Cup 2010 mang tên Jabulani, có nghĩa là ăn mừng. Tuy nhiên, nó bị khá nhiều cầu thủ, huấn luyện viên và đặc biệt là thủ môn than phiền vì quỹ đạo bay cực dị của nó. Adidas cũng bị chỉ trích khá nhiều vì quả bóng này về sau họ đã phải rất cân nhắc và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thiết kế một mẫu bóng mới cho World Cup. Ngoài ra, quá trình chuẩn bị cho World Cup của nước chủ nhà Nam Phi cũng gặp nhiều trục trặc. Đơn cử là sự kiện ngày 8 tháng 7 năm 2009, khi 70.000 công nhân xây dựng tổ chức bãi công vì tiền lương quá thấp so với mức độ nặng nhọc của công việc. Thời điểm đó, mức lương cao nhất dành cho một công nhân xây dựng chưa đến $400 mỗi tháng. World Cup 2010 chứng kiến lần đầu tiên lên đỉnh của đội tuyển Tây Ban Nha cùng lối chơi Tiki Taka mê hoặc. La Roja năm đó với tập thể xuất sắc gồm những Xavi, Casillas, Iniesta, Busquets, Ramos, Piqué, David Villa, Torres. Mặc dù có khởi đầu không tốt khi để thua Thụy Sĩ 0-1, nhưng sau đó Tây Ban Nha càng chơi càng hay và tiến một mạch đến danh hiệu vô địch. Sau khi vượt qua vòng bảng kịch tính bằng chiến thắng 2-1 trước Chile, Tây Ban Nha thiết lập một chuỗi chiến thắng 1-0 đầy kinh điển cho đến trận chung kết. Họ lần lượt đánh bại Bồ Đào Nha, Paraguay và Đức với cùng tỷ số 1-0. Đến trận cuối cùng, Tây Ban Nha trải qua 120 phút căng não với Hà Lan, và chỉ đến khi hiệp phụ thứ hai trôi vào những phút cuối cùng thì bàn thắng để đời từ Iniesta mới giúp Tây Ban Nha đánh bại cơn lốc màu da cam để có lần đầu tiên vô địch World Cup. Danh hiệu trên đất Nam Phi là sự tiếp nối từ chức vô địch Euro 2008 của Tây Ban Nha, trong kỷ nguyên mà đội tuyển này thống trị bóng đá thế giới. World Cup 2010 còn chứng kiến sự suy tàn của ba tên tuổi hùng mạnh là Ý, Pháp và Brazil. Với Ý, cơn bão Calciopoli càng quét đã khiến đội tuyển không còn đủ sức trụ vững với một đội hình già nua và thiếu những nhân tố kế cận. Họ trở thành nhà vô địch World Cup tiếp theo bị loại ngay từ vòng bảng. Tương tự như Ý, Pháp cũng đến với Nam Phi với một lực lượng chắc vá. Hơn nữa, nội bộ của họ lại còn lục đục khiến cho nhà đương kim Á quân bị loại tức tưởi ngay từ vòng bảng. Brazil cũng bước vào giai đoạn thoái trào. Mặc dù thầy trò Carlos Dunga đã lọt vào đến tứ kết, nhưng lối chơi xù xì, phản mỹ học của họ bị rất nhiều cổ động viên chỉ trích. Thiếu tài năng, bản sắc thì mai một đã khiến những vô công Samba đánh dừng bước trước Hà Lan. Bên cạnh đó, đây cũng là giải đấu chứng minh cho sự đen đủi của Hà Lan ở đấu trường World Cup khi họ có lần thứ 3 gục ngã trong trận chung kết. Kết thúc mùa World Cup 2010, có đến 4 cầu thủ giành vua phá lưới là Diego Forlan, Thomas Muller, Wesley Sneijder và David Villa với cùng 5 bàn. Diego Forlan với màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong suốt hành trình cùng Uruguay vào đến bán kết đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của World Cup 2010. Danh hiệu găng tay vàng thuộc về Iker Casillas, còn giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Muller. Bên cạnh các trận cầu đỉnh cao, World Cup 2010 còn để lại ấn tượng khó phai bởi tiếng kèn vuvuzela in ỏi trên các khán đài, mặc dù nó cũng gặp không ít ý kiến trái chiều về sự ồn ào. Ngoài ra, còn xuất hiện chú bạch tuộc tiên tri Paul khi chú đã dự đoán đúng kết quả cả 7 trận đấu của đội tuyển Đức. Bài hát chính thức Waka Waka do Shakira thể hiện đến nay vẫn là một trong những bài hát World Cup hay nhất mọi thời đại.
2014. World Cup 2014 trên đất Brazil được xem là một trong những kỳ World Cup vĩ đại nhất trong lịch sử, diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 trên 12 sân vận động thuộc 12 thành phố trên khắp lãnh thổ Brazil. Trận chung kết diễn ra ở sân vận động huyền thoại Maracana, có tổng cộng 171 bàn được ghi và giải đấu này thu hút 3.429.873 khán giả đến sân. Quả bóng chính thức của giải đấu có tên gọi là Brazuca. Đây cũng là lần đầu tiên quả bóng thi đấu của World Cup được người hâm mộ đặt tên. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên sử dụng công nghệ Goal Line và sân tự hủy. World Cup 2014 chứng kiến thế hệ vàng của đội tuyển Đức đạt đến độ chính với một phong độ hủy diệt. Thầy trò Joachim Löw dễ dàng vượt qua một bảng đấu có sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Ghana và Mỹ. Đức tiếp tục hạ Algeria và Pháp. Đến bán kết, Dima Sharp hủy diệt đội chủ nhà Brazil trong đêm Maracana kinh hoàng với tỷ số 7-1. Đến trận đấu cuối cùng, Đức tiếp tục đánh bại một đại diện Nam Mỹ khác là Argentina để có lần thứ tư vô địch thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên mà một đội tuyển châu Âu đăng quang World Cup trên đất Nam Mỹ. Bên cạnh vinh quang của đội tuyển Đức, World Cup 2014 còn chứng kiến sự suy tàn của đội chế Tiki Taka. Tây Ban Nha đã để Hà Lan rửa hận một năm ở vòng bảng và chính thức bị loại khi đã thua Chile 0-2. Ngoài ra, World Cup 2014 còn ghi lại màn trình diễn xuất sắc nhất cho đến thời điểm hiện tại của Messi ở một kỳ cúp thế giới. Anh là đầu tàu dẫn dắt Argentina đến trận chung kết. Thế nhưng, một chút đang đuổi cũng như phải đối đầu với tuyển Đức quá mạnh đã khiến Messi tiếp tục lỗi hẹn với World Cup. Hình ảnh Leo đi ngang qua chiếc cúp vàng giành giá tương tự với hình ảnh của Zidane 2006. Nó như xé nát mọi con tim yêu mến Messi và yêu là RB Celeste. Điểm nhấn lớn nhất mà đội chủ nhà Brazil đây là kỳ World Cup trên quê hương là chính là cơn ác mộng được ví von như thảm họa Maracana 2.0. Thất bại 1-7 trước đội tuyển Đức ngay tại thánh đường là một trong những nỗi đau hàng lên con tim của những người dân Brazil. Nếu như 64 năm về trước, Brazil từng thua Uruguay với tỷ số 1-2 tại Maracana là một bi kịch của người về nhì, thì trận thua tan nát trước Đức lại là sự nhục nhã của cả một nền bóng đá. Nó như một sự nâng cấp đáng sợ trên mức độ tàn phá của một thảm họa. Kết thúc giải đấu này, James Rodriguez giành vua phá lưới với 6 bàn. Quả bóng vàng thuộc về Messi, Manuel Neuer giành găng tay vàng và Paul Pogba đoạt giải cầu thủ trẻ xuất sắc. Việc chọn Nga là nước chủ nhà World Cup 2018 ban đầu gặp khá nhiều sự phản đối và thậm chí đã xuất hiện làn sóng tẩy chay giải đấu. Lý do được đưa ra của phe đối lập là nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá Nga, nạn kỳ thị LGBT, vi phạm nhân quyền trong xã hội học, sự kiện chính quyền Kremlin xác nhập bán đảo Crimea của Ukraine càng làm gia tăng làn sóng phản đối World Cup 2018. Ngoài ra, một số cơ quan điều tra đã tiến hành vào cuộc xác minh tính minh bạch của những lá phiếu bầu chọn cho Nga. Tuy nhiên, bất chấp những lùm xùm, FIFA vẫn kiên trì với sự lựa chọn Nga sẽ là chủ nhà của World Cup 2018, diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 tại 12 sân vận động thuộc 11 thành phố. Trận chung kết diễn ra ở sân Luzhniki, thủ đô Moscow. Sân vận động từng tổ chức trận chung kết Champions League 2008, có tổng cộng 169 bàn thắng được ghi và 3.031.768 khán giả đến sân theo dõi. World Cup 2018 cũng là kỳ thế giới đắt đỏ nhất trong lịch sử tính đến thời điểm này, khi nó đã ngốn 14,2 tỷ đô của nước chủ nhà. Đây cũng là lần đầu tiên FIFA áp dụng công nghệ VAR tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sự xuất hiện của VAR đã tác động rất lớn đến diễn biến của các trận đấu. Mặc dù quyết định đưa ra được chính xác hơn, tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng VAR làm cản trở nhịp độ liên tục của một trận đấu. Quả bóng chính thức của kỳ World Cup 2018 mang tên Telstar 18, một phiên bản nổi tiếng được Adidas trình làng vào năm 70. Chiếc vô địch 2018 gọi tên tuyển Pháp. Sau thất bại cay đắng trên sân nhà trước Bồ Đào Nha tại Euro 2016, thế hệ vàng của đội tuyển Pháp cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt. Với những Griezmann, Mbappe, Kanté, Pogba, Varane, gà trống Gaulois đã thể hiện sức mạnh gần như tuyệt đối. Sau khi vượt qua vòng bảng, Pháp lần lượt đánh bại Argentina, Uruguay và ứng cử viên nặng ký Bỉ. Đến trận chung kết, thầy trò Deschamps đơn giản là quá mạnh so với Croatia. Pháp giành chiến thắng 4-2 để có lần thứ hai vô địch thế giới, càng ý nghĩa hơn khi so với chức vô địch tại tiếng năm 98 trên sân nhà. Danh hiệu lần này của Pháp giành được trên đất Nga thuyết phục hơn rất nhiều và đồng thời cũng khẳng định vị thế của họ trong làng túc cầu thế giới. World Cup 2018
chứng kiến thêm một lần nữa nhà vô địch của giải đấu bị loại ngay từ vòng bảng, đó là trường hợp của Đức. Đây cũng là hồi kết cho thế hệ vàng của Joachim Löw. Ngoài ra, lúc cầu thủ tài năng của Croatia đã tiếp bước thế hệ France 98 thi đấu vô cùng ấn tượng với đầu tàu Luka Modric. Kết thúc World Cup 2018, Harry Kane giành cú phá lưới với 6 bàn, quả bóng vàng thuộc về Luka Modric. Kylian Mbappe giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, còn găng tay vàng có tên Thibaut Courtois. Trên đây là điểm nhấn của các kỳ World Cup đã trôi qua trong thế kỷ 21. Thời gian trôi thật nhanh và đã 20 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên diễn ra trên đất châu Á. Tức là những trang ký ức World Cup tuyệt đẹp của năm cũ. Năm nay, World Cup một lần nữa tìm đến với châu Á, nơi miền đất Trung Đông đầy nắng gió, để mang theo niềm đam mê của hàng triệu người hâm mộ trên khắp hành tinh, sẽ chính thức được diễn ra vào mùa đông năm nay.